ngồi đi, ngồi đi. À, anh thành công đi, em ngồi. Để chị với em gái. Nghĩa em sao vậy? Anh biết em gái của em hả? Thì em là bạn của vợ anh. Thôi. Ơ, rồi đây là chồng của em. À, anh tên Quý Ông Tiến Cấp. Đây là em gái của em. Hiện 18 tuổi và đang single. Trần Hoàng Nghĩa. Mở nhà hay gọi là Hồ Ngọc Hà. Nghĩa là Nghĩa anh biết rồi. Biết rồi, sao anh biết Nghĩa? Chị Hà. Sao anh biết Nghĩa? Nghĩa anh biết rồi, thì Nghĩa hay đóng vai Hồ Ngọc Hà đó. Hay kiểu gì? Đội văn nghệ quận 4 á anh. Dạ. Em giới thiệu hai chị. Đây là người anh chơi với em 6-7 năm nên như một người anh trai. Tên là Heo Rừng. Heo Rừng là ở nhà lộn. Anh tên là Vũ Đặng. Anh Vũ Đặng rồi. Nhưng mà ở nhà gọi Heo Rừng. Đây, chị đây là Meo Meo. Chị Mèo. Chị cũng chơi em rất là thân, chơi chung nhóm. Đó. Không thấy cái Nghĩa hơi bối rối, Nghĩa nói cảm xúc đi Nghĩa. Không, bây giờ muốn... tự nhiên. Bây giờ thì... Tức là cười mặt đỏ hết trơn luôn. Anh thấy chương trình này giống của em không? Anh rất là muốn cái cảm xúc của anh. Đúng rồi, bây giờ mình vấn cảm xúc của từng người hiểu không? Thì em quá bất ngờ luôn, em không nghĩ là anh. Sao giờ sao em không nghĩ là anh? Hồi nãy em biết đáng gì không? Ủa, anh bị lớn anh Vũ với ai đúng không? Bị lớn hơn nhất. Hôm nay giờ bắt anh trốn toilet rồi. Trốn rồi đấy, bây giờ. Á ghê. Nghĩa là người mà quá rành Huy với lại Linh rồi. Giờ Nghĩa nghĩ sao khi mà hai đứa mà kiểu về chung nhà giống vậy? Em nghĩ không có được đâu. Không sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao không được? Em thích ai sao? Em không thích em hơn hết. Cũng được ghê không? Được. Ủa nhưng mà sao em thích vậy? Thích? Ý là em không thích anh Huy hả? Hay là không thích chị? Với lại tại cái gu chị phải là gu này. Chứ là gu này là của em. Gu này là của em. Của em. Anh Vũ ấy, người sao? Anh ấy anh Huy hơi nhạt. Mới dẫn nó vậy là vui lắm rồi, là mặn lắm rồi. Đối với anh không phải là vui mà là cái nhân vật của anh nó phải nhạt vậy đó. Tại vì nó là thương hiệu rồi, tại vì mấy số đầu á mình đã nhạt rồi. Mấy đầu là mình nhạt thiệt. Mình lúc đầu nhưng mà nhưng lúc sau là bắt em bắt lúc sau là mình phải diễn cho nó nhạt. Nó khó ở chỗ đó. Đâu, em thấy có mấy tập anh cũng đi vòng vòng ra hát. Mặc dù em thấy là anh hát không có hay. Nhưng mà được cái là anh tự tin. Cái chỗ đó là hát hay không bằng hay hết. Anh Huy có một ra một cái MV đó. Ghê vậy. Có MV á. Trời ơi, nói mọi người đi là bài gì ta? Bài tất cả chánh ra. Tất cả chánh ra. Hey, ô mấy cô em đằng xa nè nè. Không, anh rất vui chương trình thôi. Người ta cứ hát mấy câu, hát có một câu vậy, đúng không? Bây giờ em muốn anh hát em cứ cùng mình cái. Mấy cô em đằng xa nè nè, thấy anh là mấy em kể hết ra nhà. Ok, dừng tay lại. Vô. Vô sao? Vô gì? Hết rồi hả? Cũng đã rát. Cũng vô cũng rát rồi. Không rát để Nghĩa rát cũng hay. Mình chơi một vài giờ chơi. Ví dụ bây giờ đầu tiên là kể thật xấu. Em kể thật xấu của anh Quy thử. Trời ơi, sao kể thật xấu của anh chứ vậy? Kể thật xấu của em đi. Thì anh Vũ kể của em. Không? Anh Huy ăn nhiều nè, nói nhiều. Nói nhiều thiệt luôn á. Ăn nhiều, nói nhiều. Khoan nha, ăn nhiều. Phải có người kế bên anh Huy còn ăn còn nhiều hơn nữa nha. Linh là ăn rất là nhiều luôn. Ăn gần hết cái dĩa nhưng mà không dừng lại. Ủa nào má? Bữa đi chơi chung á, ở trong khách sạn tới giờ chuẩn bị đi ngủ 12 giờ. Ủa? Mì ra nó nấu mì nó ăn mình đó. Ủa? Xí nha, sao đang từ Trần Anh Huy chuyển qua từ Linh. Ủa? Bây giờ phải có đó. Nói tới vấn đề gì là mình phải bắt vô vấn đề đó liền. Trời ơi. Giờ em ra đây em nghe bạn em bóc mẻ. Ủa mà nãy giờ Nghĩa nó nói giỡn đó. Tại vì nãy giờ nói là để quan miếng hài thôi chứ anh không phải là người vậy. Ai vậy hả? Anh còn hơn như vậy nữa hả? Trời ơi. Nghĩa. Anh đã làm biết bao nhiêu người đau khổ. Ý. Thương Nghĩa như một đứa em gái. Em phải tin anh chứ anh tin anh không? Không. Ăn cơm no say chờ lát nữa anh phải dọn cái đống này. Anh rửa chén đi. Thì sao Nghĩa, cuối cùng thì em thấy thế nào? Chị em biết là không có đi tới đâu nhưng mà em cũng chúc phúc cho chị là nguyên ngày hôm nay chị được vui vẻ. Nhưng mà em phải núng. Thôi anh Vũ, tới lửa anh Vũ. Không, Nghĩa này nói mà đi nghe nữa. Rất là tổn thương. Nãy giờ lại núng nước mắt vô cho em ăn có được đâu. Ăn được đâu. Chắc không nửa dĩa có cơm mà ta. Thì
đó nó nói vậy giờ kệ đi hên. Chia sẻ vậy được rồi em út mà. Đúng. Sao không đang quay đừng khóc nha em. Thôi tới tối về khóc sao. Vũ gì mèo nè, em phải nghe từ hai người này. Nghiêm túc người lớn. Người lớn. Em của em tối về em dậy lại. Thôi mèo nói đi em, anh thấy cũng ok. Anh thấy ok nhưng mà được cái là anh thấy tần số nó cũng tần số hai hai anh chị cũng ngang ngang nhau. À, cũng bắt sống được, bắt sống được cảm xúc. Bắt sống được cảm xúc chắc cũng không biết bị hồi xưa. Mà chị nghĩ có hợp với em không? Được về đồ nhây là thấy ok rồi đó. Được thì cho vô vô miếng mật được không? Duyên dáng gì vậy? Thăm một lần. Trời ơi, duyên dáng có 10 điểm. Băng miếng chiếu chiếu. Chào. Hello. Trời ơi, uống rượu nữa. Đây là loại rượu vang uống không sẵn. Em nó thích nhạc. Vô. Thử cái nha. Vô. Giống hai thằng bạn quá vậy. Chương trình đem lại lâu lắm rồi đâu bây giờ có được đâu, kể cả nếu mà tham gia những cái show bình thường thì cũng khó cảm giác này. Rồi đi chơi cũng rất là vui thoải mái, em thì thích thoải mái vì vừa là thực tế vừa là chính mình. Lâu rồi mới đi kiểu đi chơi kiểu vậy á, chứ còn bình thường chắc phải là mấy năm rồi mới đi chơi kiểu mới trò chơi ở trung tâm thương mại. Thương mại đâu biết ngay rồi, bởi vì tôi hẹn cái đó là đúng. Mặc dù cũng thích nhưng mà bận quá không thời gian đi, cũng ít đi, bạn bè cũng hay ít đi hết. Giờ tới đi kiếm người yêu cũng phải lên sóng truyền hình. mà bây giờ kiếm sao mà kiếm gặp ngay đúng đứa em của mình, đúng đứa bạn thân của mình. Mà thường người ta có dạo này anh hay có tìm hiểu kiểu yêu một người bạn thân thì sẽ như thế nào. Như có mấy bài hát hay có mấy bộ phim câu chuyện có mấy bài diễn hay lắm, kiểu giống như là chơi với nhau xong rồi kiểu lâu ngày kiểu thân thiết rồi đó. Anh còn coi phim yêu lầm bạn thân. Này em thấy anh chơi cái gì vậy, cái game gì vậy? Tôi chưa tới chưa đi. Đâu cho em xem thử. Anh gọi anh test thử thôi. Đâu, cái máy ở đâu? Cái đó là cái máy phát hiện nói dối. Phát hiện được á? Phát hiện. Em không tin. Bây giờ chơi không? Chơi. Bây giờ để lấy cho anh chơi nha. Đây. Anh thấy ekip có chuẩn bị sẵn cái máy này để cho tụi mình chơi, thì anh ngồi anh test nãy giờ rồi. Anh thấy cũng... Rồi lần tiên thấy biết cái máy này luôn á. Cũng khá là... Cái này... Nó biết được thật hay giả nhỉ? Hả? Bây giờ nếu mà ai mà giật mạnh không vậy, em sợ giật cái gì giật dạ. Không có đây, không có giật điện đó. Rồi hỏi đi. Anh hỏi anh trai không? Anh là con trai 100%. Nghe anh hù em không giật mình thấy không, chắc chưa dạng ghê đi. Quá có gì đâu, sợ. Bạn trai cũ của em là ca sĩ phải không? Không. Một tiếng gì vậy? Cái này nó đã phát hiện ra em nói dối. Nó sao? Em nhìn đi, nhìn chắc vô. Nhìn chắc vô. Em thấy gì chưa? Cảm nhận được gì không? Nó đã cảnh báo rồi. Là sao? Hoài vậy? Tại vì em đâu có nói gì đâu mà sao nó dở dối. Rồi bây giờ anh reset lại nha, bây giờ em muốn hỏi trước đúng không? Ừ. Rồi reset lại nè. Có chạy hết chứ? Không, anh hỏi đi. Rồi, anh từng yêu con trai chưa? Chưa bao giờ yêu con trai luôn, chưa bao giờ có suy nghĩ yêu con trai luôn. Thế á? Rồi. Đó, đúng sự thật. Tôi nói cái máy này không bao giờ nói dối được đâu. Em phải cảm nhận được là anh có nói thật hay nói dối đúng không? Cái máy này nó đúng hoàn toàn hoài luôn. À, anh muốn tạc là gì? Rồi. Để cho chị nhanh chơi.
anh đang phân vân nè. Anh với Mù Tạt hả? Trời ơi, anh mà phân vân là nó sẽ giật cái liền. Ghê không? Ủa sao anh bấm cái nút gì để chạy nhanh mà? Anh bấm cái nút gì là anh chạy nhanh á? Tức là anh hỏi em. Giật mạnh không vậy? Không, anh chỉnh cấp độ nhỏ là vậy em. Rồi, bây giờ anh hỏi nha. Từ sáng giờ em đi chơi với anh, em có cảm thấy rung động không? Có. Đang dò cái độ trả lời này nha. Đang dò cái độ lớn thật của em. Sao dò được, trả lời liền mà. Thì nó đang dò, nó đang nghĩ coi em nói đúng không? Ê dò. Có rung động là thật. Rồi tiếp. Em đi anh chưa? Chưa. Chưa. Nếu mà em nói thật á là nó sẽ không giật. Còn nếu nó giật á là em nói dối. Em nói thật mà. Nói. Em lo. Ủa sao em lo lắng quá vậy? Luôn chân thật. Em luôn chân thật. Em sợ cái máy nó hơi bị có cái vấn máy đề này là luôn. Đúng 98%. Đúng không? Nhiều khi nó không có vấn đề gì, nó không đúng á. Sáng giờ thì em cũng đã giới thiệu bạn của em, giới thiệu với bạn gần như là công khai đúng không? Công khai thưởng cái ngày hôm nay của mình với bạn của em. Thì bây giờ tới lượt anh, chương trình của anh phải là giới thiệu em với một người nào đó, với một người bạn của anh. Thì anh có một người bạn cũng khá là thân. Gái hay gái? Cô gái. Ok. Một cô gái rất thông minh, dễ thương. Ủa? Hello Du. Tại vì hôm nay Huy gọi để Huy thông báo là Huy thoát ế rồi. Có bạn gái rồi. Thoát ế rồi. Có bất ngờ không? Có biết ai không? Bạn có đoán được là cô gái nào vô phước không? Trời. Cái gì trời? Con gái. Cho Du coi nè, dễ thương lắm. Con trai mà đồ lắm con trai, trời ơi. Chân dài đúng rồi, Huy thích chân dài. Hoa hậu luôn á. Hoa hậu luôn, bất ngờ không? Bây giờ giới thiệu với Du nha, giới thiệu bạn gái của Huy với Du nha. Linh ơi. Hello chị Du, em là Tường Linh. Linh hả? Linh chị. Tường Linh, bất ngờ không? Ủa sao ghê vậy? Nãy giờ em nghe câu chuyện em cũng hơi tò mò. Thì ra là gu của anh là con trai hả? Ủa sao? Tại sáng giờ Linh nói là hả? Linh kêu Huy bằng chị không ạ? Vui bằng chị không ạ, giờ gọi cho Du nữa giống như là hả mọi người đang dập tôi tơi tả vậy đó. Không, cái sao? Này là một cái cú confirm cuối cùng. Sao khúc này nói chậm chậm nhấp nhấp vậy chị? Vô phước không chị? Cảm ơn chị. Em không thể biến mùa hạ thành đông nhưng em có thể biến từ công thành thẳng hả? Đó là Tường Linh à. Thôi gọi thông báo cho Du vậy thôi, cho anh đợi Du đỡ chọc ghẹo tôi là tôi cô đơn, tôi ế nữa. Ok vậy đi chứ. Vậy đi cho tôi sớm có bạn gái. À đây là bạn gái trong ngày hôm nay thôi, để không biết là sau ngày hôm nay có còn tiếp tục hay không. Nhưng mà là cứ giới thiệu với Du. Hôm nay là kiểu trong ngày hôm nay là thử thách của Huy là khoe với Du cái đã. Dạ em sẽ cố nhưng mà em thấy cũng hai chị em không biết sao. Rồi bye bye, cảm ơn Du nha. Cảm ơn chị Du, bye bye chị. Bye bye chị. Rồi hiểu luôn. Rồi hiểu luôn. Hiểu luôn. Cái gì vậy trời? Xui.
xui ghê. Xui ghê luôn. Kiểu luôn má ơi. Trời ơi, tan nát đời trai luôn rồi. Sao chị Du nói vậy là sao vậy? Trời ơi, Du ơi là Du. Du nói vậy rồi. Em nghĩ sao? Thôi bây giờ chia sẻ thật sự đi, trước giờ nè, bây giờ nói từ trước tới giờ nè, em nghĩ anh như thế nào? Em nghĩ anh, em không biết anh nguyên trai hay gái. Em không biết em nguyên trai. Cái đó là em không biết, nhưng mà theo em nghĩ thì anh sẽ thiên về thế nào? Chắc là cả hai đều thiên về gái hơn. Cả hai hả? Không có chuyện cả hai nha. Em không biết, nhưng mà em nghĩ là ví dụ nếu thôi. Mà cho vào hai cái về một ở giữa với nhau thì ví dụ gái 60% và nam 40% chẳng hạn, không có luôn, hiểu không? Không có luôn. Tức là thôi, hẳn về luôn. Chị Du đã confirm rồi. Trời ơi, Du ơi là Du, gọi cho Du không cũng như không. Gọi cho Du cho không có cứu nhớ được miếng nào hết trơn. Không ủng hộ tôi mình. Trời ơi, cái gì mà mẹ công đặt sẵn vậy trời. Uống cái cho tỉnh táo. Vô. Vô cái khúc này giống hai người anh em nè. Tụi em cũng không thể nào lừa dối cảm xúc của bản thân, lừa dối tất cả các quý vị khán giả được. Cho nên tụi em vẫn giữ một cái nick riêng của cả hai. Và thay vào đó là tụi em có đang nghĩ nhau không còn là hai người bạn nữa mà trở thành những người yêu thật sự. Thì những cái hình, cái cử chỉ cùng nhau nấu ăn hay đi chơi với nhau thân thiết, đi chơi riêng. Tại vì đây cũng là lần đầu tiên em với anh Huy đi chơi riêng với nhau á. Nên là cũng có nhiều cái khác nhau như trước lắm. Tức là nó không còn là hai người bạn giống như trước nữa. Những cái cử chỉ hành động mà chỉ dành cho những người yêu nhau mà thôi. Thì thực sự thì nhìn lên lúc đó cũng hơi ngại. Thì thực sự thì khi nắm tay hay là ôm nhau thì cũng có chút xíu thấy khựng khựng khác khác. Theo Huy nghĩ thì chắc là nếu mà mình sẽ tiếp tục ở bên nhau và có những cử chỉ thân thiết và mình tập trung hơn với nhau và mình để ý với nhau hơn thì chắc chắn là cảm xúc của nó sẽ đi lên. Vì con người mà ai cũng sẽ có một cảm xúc nhất định. Tường Linh sẽ trả lời câu hỏi của Huy. Một lát nữa Huy sẽ hỏi Tường Linh một câu hỏi, không biết là cô ấy sẽ trả lời như thế nào, nhưng mà hy vọng là một câu trả lời tốt cho hai đứa đang rất là hồi hộp. Và bây giờ là mọi người hãy cùng chờ đợi nha, Huy xuống dưới gặp Tường Linh và cho cô ấy một bất ngờ. Rồi em ngồi tại nhà hút cái trà không? Bạn đứng tới hả? Đứng lại từ từ chưa? Bây giờ anh có một bất ngờ muốn dành cho em, cho nên là chắc là phải em phải nhắm mắt lại. Em nhắm mắt lại hả? Nhưng mà em phải hứa với anh là em tuyệt đối nhắm mắt nha, không hí ha. Nhưng mà anh phải hứa với em không có bị té nha. Anh dắt em đi. Ok. Rồi không hí mắt nha. Ok, đưa tay cho anh. À, cái điều gì đó surprise á. Rồi ok, anh đếm 1, 2, 3 nha. 1, 2, 3 mở mắt đúng không? 1, 2, 3 mở mắt nha. 1, 2, 3. Wow.
trời, lãng mạn quá trời trời. Ủa nãy giờ là em đi 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 qua cái này luôn hả? Nãy giờ là anh đã nhờ ekip để chuẩn bị gì cho em cái món quà đó hôm nay. Thì ngày hôm nay mình đã có cả ngày đi chơi vui vẻ rồi, bây giờ mình sẽ có một buổi tối lãng mạn. Bây giờ mời. Cảm ơn anh, cảm ơn mọi người. Về ghế đi. Đẹp quá. Trời ơi, tôi đã bước qua những cái bông hoa này ư? Trời ơi, tôi không tin hoa thích ngọc nhất thì trời. Rồi, bây giờ vô. Chúc mừng cho chúng ta đã hoàn thành công việc yêu. Không, của là thử thách. Thử thách. Hành trình. Hành trình. Cheers. Hôm nay chưa kết thúc đâu. Quên xoay. Anh muốn thử không? Hả? Ngon. Ngon đúng không? Cảm giác của em ngày hôm nay ở bên cạnh anh như thế. Rất lâu rồi không có đi chơi với bạn trai đó. Nên là cảm thấy hôm nay rất là xả stress. Từ bữa giờ cũng làm việc rất là nhiều. Thì hôm nay em cảm thấy là mấy cái mệt mỏi, stress thì cũng không còn nữa. Mà cũng nhiều tiếng cười. Chứ bao giờ có một ngày mà không có công việc gì cả, tạm gác bắt đầu vào công việc, tạm gác điện thoại để có thể đi chơi và cảm thấy đi chơi anh rất là hợp. Cũng thoải mái đúng không? Anh cũng cảm thấy rất là kiểu... Em thích nhất là có thể đi chơi với nhau mà mình vẫn là chính mình. Không, vẫn rất là phù hợp, mình không phải là bất cứ cuộc là ai hết. Anh cũng nghĩ vậy. Có một câu nói là tôi không biết chìa khóa của thành công là gì, mà tôi biết chìa khóa của thất bại là chính là làm hài lòng tất cả mọi người, là chính là một cái người khác không phải là mình. Thì anh cũng thấy em cũng khá vui, nhưng mà anh nghĩ là kiểu hai đứa mình đã từng quen biết trước thì ngày hôm nay cũng có một cái lợi là kiểu hôm nay mình cũng thoải mái hơn. Chứ anh nghĩ nếu mà anh gặp một người mà có thể là không quen biết từ trước thì có thể là lúc đó anh sẽ không phải là anh bây giờ. Đúng rồi, anh hơi anh sẽ ngượng ngùng, thì tại vì căn bản là mình biết nhau trước rồi nên là anh cũng không thể nào trở thành một người rụt rè hay gì thì... với em được, tại vì em đã biết anh như thế nào, anh cũng vậy rồi. Mà thật ra thì khi mà gặp một cái người mới á, thì mình cũng không có thể mà giống như không có thoải mái được giống như em. Hai đứa mình có thể thoải mái cười, thoải mái nói chuyện với nhau, thoải mái kiểu đùa giỡn, rất đùa, thoải mái đùa giỡn, thoải mái chơi đùa với nhau. Cũng nói chung là ngày hôm nay thì một ngày rất là ý nghĩa, rất là trọn vẹn. Thank you chương trình. That's why anh nói câu này từ sáng tới giờ. Chứ ai đối tìm được ai giống anh thứ hai. Nhắn tin với mẹ hôm nay còn không về em off luôn thứ hai. Không ăn chứ ai còn tìm được ai giống anh thứ hai. Ngại quá trời, đứng ra đây chỉ dở. Hồi hộp không? Có. Em biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo không? Không. Thì em dở đi đó. Em không phải bác sĩ. Em thấy tim đập nhanh không? Em cũng không phải y tá. Em thấy tim đập nhanh không? À, cũng hơi. Mắt em dính gì chổng kìa. Mắt em có gì chổng kìa. Có gì đâu. Có. Không. Có. Không. Cái gì ta? Có người yêu em chổng kìa. Đó là hình như là anh uống rượu vô.
xong rồi anh kiểu gì? Cái này mặt mình chắc đỏ. Hồi hộp quá. Trời ơi. Chắc đỏ, đỏ không? Mà em đỏ do rượu hay là do em hồi hộp vậy? Biết nữa. Cảm thấy cái mặt mặt rất là đỏ luôn á. Anh thấy em bối rối đúng không? Chút xíu. Chút xíu. Em có bật lửa không? Gì vậy? Có bật lửa? Không. Không có chứ em đốt bật cháy trái tim ăn bằng cái gì vậy? Đó rồi anh... Anh bị liếu tới nỗi mà anh thả thính rồi còn bị dịu miệng nữa. Thôi bây giờ nghiêm túc nha. Cả ngày hôm nay đi chơi anh cảm thấy rất là vui. Mặc dù mình đã quen biết nhau trước đó rồi thì anh thấy cái chuyện đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là cả ngày hôm nay chương trình đã mang tới cho anh một món quà, đó là em. Anh thấy là cảm thấy ngày hôm nay rất là vui, rất là ý nghĩa. Cảm ơn em đã tham gia chương trình để ngày hôm nay anh được gặp một người rất là xinh đẹp đúng như anh mong muốn khi mà tham gia chương trình. Thật ra thì không biết là anh có phải là cái mẫu người lý tưởng mà em đã viết ra cho chương trình hay không. Anh có đúng như cái gì mà em mong đợi trong một cái ngày em thật sự là cũng khá là giống những gì em mong đợi và mong muốn. Cảm ơn anh cho ngày hôm nay đã đi chơi với em. Thì anh không biết là sau cái ngày hôm nay thì tụi mình sẽ anh nghĩ là tiếp tục là bạn thì chắc chắn rồi, nhưng mà anh cũng mong muốn là mình sẽ có cái cơ hội để nói chuyện với nhau nhiều hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn, nó thân hơn nữa. Có thể là cho anh một cơ hội hay là cái gì đó, thì không biết là cái quyết định của em sẽ như thế nào. Em nghĩ hai đứa mình sẽ như thế nào? Anh cũng nghe câu trả lời. Anh mong muốn nhiều hơn là Em cũng nghĩ là hai tụi mình nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu đâu. Okay. Let's do it. Ôm em một cái. Thank you.